Cái này hôm qua vừa đứt ra à, cốp nhá Vâng. anh? Đấy, xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị. Đấy, hôm nay thì hai chị em cũng lên trao lại phần quà của các mạnh thường quân cho chỗ nhà của cô Piai này. Đấy, lên đến trên này thì thấy cô cũng đang chặt tre để bưng lại căn nhà. Như ở đầu video cháu Đào vừa quay qua ấy, thì nhà là cũng mưa ấy, là bị bung hết bạt ra rồi. Với lại trong nhà ấy thì cũng hỏng hóc hết nên là cô cũng bảo là chặt cây tre để bưng lại nhà. Thì hai chị em cũng tiện lên trên này. Cô thì có một thân một mình, là hai chị em cũng ở lại để giúp cô là sửa lại căn nhà. Cũng không chắc được đâu cô bác ạ. Vì cái nhà này hầu như là bằng cây tre bưng hết ấy. Nhưng mà sửa cho đỡ hơn tí nào thì hay tí đấy thôi. Mấy cây à cô bác? Mấy cây thì đủ? Nếu mà ở cái sàn kia thì là một cây này là đủ rồi. Một cây đủ không? Một cây mình chẻ ra vậy ạ. Vâng. Còn các cái cây kia thì tí nữa mình mái mình chẻ đi chứ. Vâng. Kẹp lại cái bạt. Kẹp lại cái bạt. Vâng. Như chị Thắm sáng nay vào còn là bị ngã ngửa ở chỗ nhà của cô Piai này các bác ạ. Ai kêu đào khoe trên bao nhà trên sàn trên các nhà chị có cái bao gì đấy, chị cứ chống cứ ngửa để xem. Xong rồi là chân thì hụt xuống lỗ. Chân bị hụt xuống cái lỗ kia. Vâng. Chắc là đến chặt đến cái gốc kia là được chị ạ. Cái này không phải cây nhà mình chứ cô? Cô trai, cây này phải của nhà mình không? Không phải. Không, không phải thế chặt mình chặt mày không xin người ta à? Xin chưa? Chô ta chưa? À xin rồi mới dám chặt, không à tí người ta lên tận đây em không biết đâu. Cầm đoàn người ta đuổi. Đấy. Thì em chạy trước. Ở xung quanh thì có hai cây tre khá là nhiều cây ấy cô bác. Phải chặt hết cái cành của nó ra mới lên được chị ạ. Cây này cứng mà chị. Cây này tính ra là lấy đi để ở trên gác bếp ấy, hoặc là mang đi ngâm ở ruộng ấy, nó còn chắc hơn. Gõ keng 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 luôn mà. Nó với lại được lâu hơn, không có con mọt ăn ấy. Ở chỗ em là như thế. Chỗ em hay mang đi làm cái lán ruộng ấy. Cây này hồi xưa mang về làm một trại không? Đúng rồi, hồi xưa là trung thu là tầm này đấy. Tầm này là đi tìm cây để làm trại trung thu. Với lại là cái ống tre này, cái ống non còn làm được cơm lam nhá. Cái non này. Cái non làm được cơm lam này. Ống này nó dài nhỉ? Ống dài. Rồi chứ, là xách xách mình xách lên đường đó mình làm nó đỡ gãy. Lắc mà ngăn máu, biết liêu. Hôm nay giống như cả hai chị em vào đây là Tết với chị ấy. Ăn Tết với chị. Hôm nay là rằm các bác ạ. Chắc cái này chặt đến đoạn này đi. Đến lần này xong mình trẻ ra chị nhỉ? Bác ốc chá cả mà. Bác mấy ốc này. Đây. Bác mấy ốc có mấy lời của bạn nè. Cái à ông mày chị tránh nhá. Ú, trẻ đôi, à cắt đôi luôn á chị. Chặt xong mới trẻ đôi ra, không dài đâu sao mà trẻ được. Ừ. Nhưng mà trẻ đôi sao sợ tí lại ngắn quá ấy. Không ngắn đâu. Đấy chị đo người không? Đo rồi à? Chị đo người. Cỡ tầm hai người chị ấy. Ông mà bác sổ hả bác ạ nà? Ông mày cầu... Ông không tốt. Ông không tốt là bác sổ hả bác? Lấy búa đập nó mới ra được ấy. Trẻ ấy. Mới liêu ở giáo. Thế là nhà này là tính ra là cũng sửa đi sửa lại nhiều lần rồi ấy. Cái cô Pia cũng bảo là nhà này thì cứ mưa là nó lật, lấy cô lại chặt cây tre ở đây để kẹp lại. Đấy. Thế là chắc là cái chủ tre này quen lắm rồi. Quen lắm rồi, thật mà. Chuyên nghiệp phết nhà bà Thắm này. Lệch rồi. Lệch rồi. Chị đâm vào đây, chị chặt đây, bạch ra. Bạch ra luôn. Nhà này ở trên đường còn không nhìn thấy ấy, chị Thắm nhỉ? Trên kia không nhìn thấy mà. Không nhìn thấy, ở sâu tít trong đường ấy của bác. Như chỗ chị này, nhà này xung quanh chị có cây này cũng cản gió được một tí rồi. Cản gió được một tí. Một phun hết rồi. Vâng. Tức là mức nước nó vẫn vào nhà thôi. Nước hất từ ngoài này vào ấy. May là nhà chị là còn giống như kiểu nhà sàn ấy. Để... sàn kiểu như là bên dưới này không làm nước chảy vào trong nhà. Ờ đúng rồi đấy, bên dưới là cao cao hơn một tí. Đấy. Cao hơn không thì cái này nó chảy chảy từ ở đây xuống ấy. Nên là nước là vào nhà thật đấy. Nhà này thì thấy cô Pia cũng bảo là người ta cho ở mấy tháng nữa thôi. Và người ta cũng
xin lại đất, đất của nhà mình ấy, thì là người ta làm nương làm ruộng gì đây thì không biết, nhưng mà lúc ở ấy thì người ta cũng bảo là cho ở 2 năm thôi. Đấy. Cái này này. Cái gì chị? Cái này về đun nước á? Ừ. Phải không? Ừ. Hình như không phải cái này sao mà. Ây da. Cái gì người ta gọi là cái gì nhỉ chị Thắm nhỉ? Cây nhân trần đấy. Ờ đấy đấy, đấy xem nào phải không? À đúng rồi, phải rồi đấy, phải phải phải. Cái này đun nước uống mát lắm. Nhà chị nhỉ? Thơm ấy nhỉ? Thơm với lại thấy bảo là mát mà. Ừ. Còn một cây nữa này. Ừ, đây này. Gỡ cái này ra chị thấy rồi, chị gỡ cái. Ở đây có cái cây này cơ. Ở nhà là trước đi chăn trâu ấy là thấy bà nội hay lấy cái cây này về để đun nước uống của bác ạ. Xong bà còn bảo là thuốc. Bà nói dối. Để cả nhà uống à? Cây thuốc. À. Ba cây. Ôi, một cây này chẳng đun được một ấm rồi. Nó cây đặc mà. Một lít rồi đấy. Đấy. Non lắm nhỉ? Thì em thế giả vờ để trong cốp xe em xong em quên. Tốt nhỉ chị nhỉ? Ba cây này này. Hết rồi. Nghe chị Vây nói thương ở đây nhỉ? Vâng. Mà không mất mà còn không có một mảnh đất để mà chôn cất cho con. Nghe thương lắm. Con bảo là mang đi để ở đất hoang của nhà người ta. Đất hoang người ta, đất đấy là đất người ta, nhưng mà đất đấy người ta không trồng gì quá ấy. Rồi. Nó không trồng được cái gì rồi ấy. Nên là mới... Nhà vẫn may là có người cho nhá, nếu không còn chẳng biết là mang đi đâu này, lúc đấy mới là khổ hơn. Đấy, cô đang đi tìm cái búa về để trẻ mới được, cái dao này không trẻ được. Chị đóng vào đây rồi, không biết chị ấy lấy ra được không? Nghe hẳn hẳn nữa. Nghe hẳn không? Mắt của cô nhìn yếu yếu thôi bà. Thấy không? Mắt của chị hẳn nè. Mi hẳn không? Không thấy. Tá gắn mi hẳn không? Mi hẳn nghe. Tá gắn đi hẳn đi. Hẳn nỗi mà. Hẳn ngơ ngơ, ít đê đê ngơ, hẳn ngơ ngơ ngơ. Có vẻ mi hẳn mà ngơ. Mi hẳn thấy có vẻ à? Ừ. Bịt một mắt vào thì một bên này là không nhìn thấy gì rồi bác ạ. Đi, bổ cho em. Đấy, về đây, về đây. Đi đâu chơi về rồi. Đấy, mẹ cứ đi một tí là khóc khóc này là cũng không làm được gì ấy của bác. Bình thường là phải điệu cả con đi theo nữa. Ủa, cẩn thận đó. Nằm với bạn được một lúc về là... Về rồi. Để đấy, để cây này đấy. Vâng. Chị biết cây này cái gì không? Cái gì? Cây... Chị biết cây này không? Cây này là lạp chè ăn. À, lạp chè ăn. Biết làm chè. Uống à. Vâng. Chị khác ở trên núi này là sợ không ạ? À? Cô trai. Hả? Cô khác ở trên núi này là sợ không? Sợ. Tối ngủ sợ không? Sợ. Lào không? Lào lắm á, có nghiêm nước đầy. Nên bên đây ní. Ừ. À, buổi tối không ngủ được tí nào. Nhưng mà cũng ở lâu thế chắc cũng không sợ chứ, quen hết rồi mà. Giữ được cao mới láo ấy chứ. Thế bảo là mấy hôm nay cháu nó không may như thế là hai mẹ con các ở là cũng thấy vắng vắng. Là hơi sợ thôi, còn trước đây thì có chỗ ở là tốt rồi, ở đâu cũng được, không sợ các bác ạ. Chuyên nghiệp về sửa nhiều quá ấy. Được rồi chị ạ. Cái cậy ra được rồi. Chưa. Đẩy ra. Cái này được rồi. Tại ý ốc tìm mong con à? Dạ. Tốt mà, cay cũng tốt mà. À. Không cay chá, bổ cả hai cái mới đủ ấy ta. Bổ mà. Một cái này không có kỹ chưa. Đây à, nếu mà nhà có đàn ông ấy thì những việc này thì à, đến tay đàn ông hết thôi cô bác ạ. Nhưng mà chị cũng bảo là giờ mà không sửa ấy thì là không có ai để sửa nữa. Đấy, cứ đợi thế thì nhà tan hoang hết cũng chẳng có ai để đến giúp. Đấy, đi ra nào, à, về đây với chị nào. À, nó, tao lóc. Tao lóc, tao chạy bất kèo. Đấy, về đây cho mẹ làm việc nhá. Không có búa không được.
giò. Bằng này chắc đủ rồi nhỉ chị nhỉ? Chắc đủ rồi chị ạ. Ừ. Trên mái thì lấy hai cây để kẹp lại thôi. Nếu mà bảo sửa hết đấy thì chẳng biết là sửa chỗ nào trước của bác ạ. Thì vì có cái dây buộc không? Chỗ nào cũng như nhau hết đấy. À thì có thì mình. Mì sắc lắm mà. Mì. Bò mì ni, bò mì. Ông mà làm. Ông răng mà làm. Ừ. Không sợ à? Đấy, giờ là quen rồi này. Này. Nhỉ. Nhỉ ai đây? Hôm trước lên là sợ lắm, vào gần còn khóc, giờ còn nắm tay cơ. Cái này chắc phải cái cũ này. Kẹo Hiền không? Lấy kẹo đi. Kẹo này nó. Đó. Này. Cái này. Tóc bằng tre đó, biết. À lấy cái dây này để buộc nó còn chắc hơn đấy. Đây này. Nó còn lắm thì nhăng mắt mà. Ừ. Ủa sao rồi sắp đấy, thì sửa tốt đấy. Chỗ này mà không lên cao là mấy hôm mưa là nước vào hết nhà thật đấy. Tóc nữa nó. Gì, tóc à. Lên nào, tóc bằng tre. Ây, dò. Để sát vào xong rồi là cái này bằng này chắc đủ ấy thế. Nào, nó, đi. Tao lọ. Về đây cho cô Thắm làm nào. Cái này tí phải buộc vào. Đấy không là tí nó lại cây ra cây. Tách mỗi cái tách ra một chỗ ấy. Làm xong cái này ăn cơm nhỉ, cô Pia nhỉ? Nói chưa? Chị nói chưa? Nói rồi, sáng nay. Làm nốt cái này nhá. Làm nốt cái này xong rồi ăn cơm. Sáng nay ăn cháo thôi, giờ là đói rồi. Hôm nay là hai chị em lên trên này ăn chị ăn rằm. Có rượu không? Hả? Có rượu á? Có. Tính hai chị em không có mà. Không có ạ. Rượu à? Ôi, tưởng là hôm nay ăn Tết là phải có rượu chứ. Tưởng có rượu là hai chị em ở đây luôn. Có rượu là hai chị em ở đây là ăn Tết với chị nhá. Vâng. Yo, lúc là không có, bây giờ bảo có là em đổi ý rồi. Không có rượu thì ăn cơm. Cái đường này mà uống rượu vào là em không về được thật lắm. Đi mượn rượu á? Là ôi, sao mà người ta ôi, cho? Ơi, ai cho mượn đây? Dạ. Mình mượn ngô, mượn gạo thôi. Ai lại đi mượn rượu về uống chị? Mượn rượu chắc người ta không cho đâu vậy. Nhè chị nhè. Mượn cái ăn thì. Em là chị mượn rượu em không cho rồi. Đấy. Mượn người ta gạo với lại ngô thì người ta thương thì cho, nhưng mà mượn uống rượu thôi thì chắc người ta không cho thật. Đây còn một miếng này chị Thắm, cái miếng ngắn ngắn này. Cái miếng ngắn chị bỏ ra đấy, nó ngắn quá. Ngắn quá. Đấy, cô Pai là có cả cái dây điện để buộc, cái dây điện này buộc nó chắc đấy. Vừa khít luôn. Rồi, thế này được rồi chị. Lắm không ạ, bạn à? Lắm không? Lắm không? Chắc lắm ấy. Chắc ấy. Chắc ấy, chắc hết thôi. Tiếng nùng. Đấy, thế nên là giờ chạy nhảy là đỡ lo hơn. Đấy. Nhà này là lên là rung ầm ầm nó có phải nó nhắm hậu cho bụp bụp nó ăn cái mà láo tâm mà sợ sợ bò em bé. Bông kia vô, còn vô rồi. Ừ, cái này là tòa mô nó. Cái này là cô Pai cũng bảo là sợ lúc nào không biết. Mà sợ nhất là lúc mưa gió ấy. Đấy, bên ngoài cũng hất vào. Bên trong thì đi lại một tí là rung hết cả cái nhà rồi. Không biết đi đâu mà chú thật. Không biết đi đâu thật mà. Tư. Đấy, giờ không sợ rồi à? Hả? Đây này. Chui vào nách của cháu Đào rồi. Mới lào vô, mới lào cu vô. Hả? Mới lào vô nó. Từ đẹp trai.
Mình kín nửa ấy. Kín nửa. Kín đi. Kín nửa là ăn thịt đấy không? Nửa đâu? Nửa đâu? Đợi chú cô trai làm xong rồi là cũng bảo đói rồi ấy, thì là sáng nay cũng thay mặt các bác mua ít thịt vào trong này, thì là hai mẹ con ăn rằm sớm nhá. Đấy, người ta thì chắc ăn vào buổi tối, nhưng mà hai mẹ con thì ăn vào buổi chiều luôn cũng được, đói thì cứ ăn thôi. Ây da. Thế mọi năm có ăn rằm không? Ăn hả? Hát đây mình cần xét mô, mình dễ cần xét mô. Mô mì thì cứ về ngay. Rằm hay ngày thường thì vẫn thế thôi, cô trai bảo thế. Thế là ngày rằm là cũng không khác ngày thường phải không? Cũng không có thịt đúng không? Mình nốt mô. Mình nước mì. Nốt bò mì không có thịt. Còn là hàng năm cứ đến rằm ấy là đi xuống xóm giúp người ta làm một tí thì có được cái bánh thôi. Còn như hôm nay đi giúp này. Hôm nay nhóm em lên chị lại không đi giúp người ta rồi, người ta lại không cho bánh rồi chị ạ. Vâng. Người ta cho không? Cho. Cho làm chín nước chín mới cho. À, phải bán cho sao sao hơi ra. Mấy bán nhắn là cho hơi mà nó. Dạ, như phương ở cho hơi nhé. Chị ơi, buộc một cái ở dưới chân cái đi cho nó khỏi bập bềnh chị ạ. Lắp hoặc ăn tới đến. Em cho chị nhảy. Thế cô ta này học hết lớp 2 biết nghe biết nói này là nhiều ghế chị Thắm nhỉ. Đúng rồi. Biết nghe đấy. Nhìn thế này thôi hai chị em, chị Thắm với lại cô trai này là vật vã từ nãy giờ ấy, chắc cũng được tiếng đồng hồ rồi mới chặt được với lại về bổ được cái này ấy cô bác ạ. Nên là nếu mà một mình cô trai làm là còn lâu hơn nữa. Còn lâu ấy nhỉ. Vâng, trên mái thì lúc nữa kẹp vào xong là buộc là cũng xong rồi. Chị bì bì lắm đấy, chị kiến bí bà lắm. Không ăn là cứ bóc xong là tí là không có gì ăn nhá, à, Tư đi, nhá. Đi câu. Là gì phải không? Đi câu là cái gì? À, tránh tôi. Tránh tôi á. Em nghe giống tiếng Trung Quốc thế nhỉ? Đây vậy. Thanh niên là thấy hộp thịt ở trên... trên cái bát ấy cô bác đấy, nhìn thấy là trên chạm bát là đòi mẹ ăn trước luôn đây. Văn mô, Văn mô hả? Văn mô. Đói rồi, nhìn thấy ở trên chạm bát đây là đòi mẹ ăn trước rồi. Để chị cất cái này đi rồi, hai mẹ con ăn cơm không? Đói. Chị Thắm với lại cô trai là vừa mới sửa xong chỗ này. Thế là ăn cơm thôi nhỉ cô nhỉ? Còn có tí cơm nóng. Nhanh mi hầu mô. Hầu, dạ, hầu ẩm. Về đây tắc hầu phải cơn đó. Tắc hầu ám phải cơn lều này. Nỗ này pan nhỉ, thịt vịt thì chín rồi cô ạ. Giờ lấy ra ăn là được rồi, có cả nước chấm luôn rồi. Chị Thắm đang lên buộc lại trên trên nóc nhà. Làm gì đợi mẹ nó? Đi đâu rồi nhỉ? Thấy chạy sang thế kia bảo là đi mượn thìa rồi. Đi mượn thìa? Ừ. Nhà không có thìa, để thanh niên này. Nhà không có thìa. Thanh niên này này ăn đây, đây này. Ăn trước rồi này. Chị đi mượn thìa về, con chị ăn sắp xong rồi. Con chị sắp ăn xong hộp thịt rồi. Thôi mẹ con ngồi đây nhá, ngồi ở đây ăn nhá. Vâng. Cần hộp nữa con, hai mẹ con thôi thì để một hộp đi. Đấy, vâng. Còn một hộp thì để tối ăn nhá. Vâng. Chị ăn cơm, ăn cháo đây này, cháo xong mấy con đây này. Có cơm mà, chị có cơm thì ăn cơm cũng được. Ăn cháo. Ăn cháo cũng được. Ăn cháo nhá. Ăn cháo cũng được đây. Thanh niên này là đói lắm rồi ấy. Con có nước chấm ấy, chị Thắm ạ, có nước chấm. Này, thanh niên này là ăn trước mẹ rồi. Bán mò tư. Hả? Ván nữa. Ván. Ván cân ạ. Cân nó, cân nó. Chị ơi, cái này chị ăn đi, mẹ con ăn đi. Cơm đi này.
đấy. Nó. Thế chị ngồi đây, ngồi bên này ăn cơm với lại con đi. Rồi mang mang con ra nó. Mấy ổ không có ma xe nè. Thanh niên này là ăn miếng bỏ miếng này này á. Đấy, mỗi tay một miếng, cắn bên này lại bỏ bên kia xuống. Nè. Mâm này. Cái này nước chấm con ạ. Nè. Thế là nhà có mỗi hai cái bát nhỏ nhỏ đấy hả chị? Vâng. Mình thử ăn tuổi đeo đi. Cái bát nào? Ăn cơm nữa. À, chị lấy cái bát lấy đựng ớt làm nước chấm này. Cái bát đấy này em cho tỏi vào đây, chị lấy bát đánh được. Để nhá. Bát này ăn quả chanh. Ăn quả chanh á? Ăn quả chanh chống đói á? Ăn chanh mà càng đói. Chị ăn với cháo thôi phải không? Chắc là chị thái chanh ra để cho xuống cho xuống muối ấy. Vâng. Cho còn ngọt là xúc cháo. Ăn như thế lại được ăn được đó. Vâng. Chứ ăn chanh mà nó thêm đói chỉ ăn chanh chống đói mà được. Đây hai mẹ con ăn cần nốt hả? Ăn Tết đi. Cần nốt hả? Cần mình nốt này. Ở trong trên trạm bếp kia còn một hộp nữa. Tối hai mẹ con vẫn ăn được một bữa nữa đấy. Áp ai cần nó bơm bị bác bên này cha. Bình thường ăn là cũng chẳng có chuyện gì. Bảo là ấy sao lại vứt thế? Năng mà. Đấy ăn. Chấm mét túp rễ hò. Nãy nó ăn vụng trước rồi, giờ nó chẳng no rồi còn nãy hai chị em đang làm là thanh niên là chạy ra ăn nói, vụng nói rồi. Vâng. Chỗ cô Trang bảo là lâu lắm rồi ấy, là nhà là cũng không có bữa thịt đấy cô bác. Hôm vừa rồi là có ít thịt lợn thì anh em người ta lên thăm cháu mất kia, người ta cũng lên động viên chị ấy là lấy lên được ít thịt đó. Vâng, lấy lên được một ít thịt. Nhưng mà ở trong này ít người ăn thịt quay này lắm. Có khi còn chưa được ăn bao giờ ấy. Thịt vịt quay này chị đã ăn bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Thịt cần thắc quay rồi. Cái này pít pít quay à? Tôi biết là cháu phải quay băn nhỉ. Xin băn cần thử bán. Để mình xin hát bài. Chưa được ăn bao giờ. Đấy, chị cũng bảo là chưa có tiền nên là chưa được ăn bao giờ. Cái này cũng phải người ta bán cho bà con ít khi là quay á. Vâng. Bình thường là chỗ cô Pai này có một thịt ý thì cũng mua được một ít thịt lợn thôi cô bác ạ. Đấy, còn là bảo thịt vịt quay này là không có đâu. Đấy, ăn từ từ thôi. Đấy. Từ thôi con này. Mẹ bảo là phải ra ngoài nhá, không được vào trong mâm. Ho là phải quay ra ngoài. Ra ngoài. Em ơi mẹ. Không chịu cơ, mẹ gắp cho không chịu. Hỡi con. Thịt cá. Thịt cá em có rồi.
ăn no chưa à, cốp trai? Ăn no rồi. À? Vâng, thế là hôm nay là cũng vui rồi. Đấy, cũng như là ăn rằm cùng bà con rồi đấy. Thằng nhóc kia là chưa no, vẫn còn mút tay. Thì thằng nhóc này là từ lúc mà mẹ còn làm là ăn vụng trước rồi. Đấy. Giờ không lạ chị em rồi. Không lạ rồi mà, nãy em ở còn về ngồi vào lòng em kìa. Thịt vịt ngon không ạ à, cô? Ngon. Ngon à? Thế chắc là chúng cháu cũng đi về thôi. Vâng. Hôm nay lên thì là cũng thăm gia đình mình xem là dạo này thế nào rồi. Cũng như là lên thì thấy cô bảo sửa nhà ấy, thì là chị Thắm cũng ở lại để giúp cô một tay cho nhanh hơn đấy. Còn cái bạt thì cũng căng lại rồi cô bác ạ, cũng đỡ hơn rồi. Nhưng mà nếu mà tối nay mưa thì là nó không bung chỗ này, nó lại bung chỗ khác thôi. Đấy, nhà bạt mà không thể tránh khỏi được. Như rắn nữa vậy à? Ừ. Hôm hôm bài trả son không ấy vậy à? Xin các bác các chị nhá, các cháu nhá. Cảm ơn nhá. Mua thịt vịt cho em ăn. Thế là cô trai là nhá. Cũng gửi lời cảm ơn đến các cô các bác đấy, cũng gửi phần quà đến lại gia đình ấy. Thì ở nội dung trước là hai chị em cũng thay mặt các cô bác là mua ít thịt vịt lên đây, tại vì là cũng vào lên vào rằm ấy, nếu mà hai chị em không vào thì chỗ cô trai này cũng chẳng có gì để ăn đâu, cũng mà là người Giấy người Tày thì là cũng có gọi là ngày rằm ấy, ngày ăn rằm ăn Tết, nhưng mà cô trai bảo là Tết hay rằm ấy là cũng như ngày thường thôi, vì cũng chẳng có gì để ăn ấy. Đấy, hôm nay là hai chị em lên là cũng biết là như thế, là cũng mua ít thịt vịt lên là hai mẹ con là ăn được 2-3 bữa đấy, tại vì có mỗi hai mẹ con thôi mà, một con vịt thì cũng rất là to. Nên là lên thì giờ là hai mẹ con cũng ăn cơm xong rồi, thì là hai chị em xin phép đi về thôi cô ạ. Du nữa vậy ạ? Chị bay cơ. Du nữa. Bước ngon á, bước ngon á. Hai mẹ con cố gắng nhá. Vâng, cảm ơn nhá, em nhá. Đây, thế thấy nãy chặt cây chị bảo là, cô bảo là nhà này là ở được mấy tháng nữa hả cô? Được qua tháng, 5 tháng ấy á. Người ta lên bảo chưa? Người ta bảo rồi á. Chả mà hôn nhiều. Chả hôn gì nè. Hôn gì nè. Thế là người ta bảo mình là chuẩn bị là tìm ở chỗ nào khác thì đi ở đi, người ta chuẩn bị lấy đất à? Vâng. Chả có hôn à, mới hỏi du gì rồi vậy à? Mẹ du nè, hãy du. Thả phía ghế vậy mà. Ở tầm 4-5 tháng, 3-4 tháng nữa là người ta cũng bảo là tìm chỗ khác để ở ấy. Nhưng mà bây giờ thì chỗ cô trai này cũng bảo là không biết là lúc đấy thì chồng đã về chưa. Nếu mà về thì chồng đi làm ấy, nếu mà có được ít tiền thì có thể là đi tìm mua lấy một ít đất để mấy mẹ con là lại dựng cái lều lên chỗ đấy ấy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cứ nói thế thôi, nhưng mà chưa biết là khi nào là anh chồng mới về cô bác ạ. Đây con thì rất là nhiễu luôn đấy, thanh niên này đấy, làm gì cũng phải địu ở trên lưng như này thì mới làm được. Đấy, trông thả xuống đất thì không chịu, nên là một thân một mình bây giờ thì thật sự là rất là khổ. Đấy, đang định về thì nhớ ra là nãy chặt cây thấy chị với lại cô trai nói chuyện ấy, bảo là đất đấy, nên là cũng hỏi qua xem là như nào. Thì về cái chỗ đang ở này là cũng không phải đất của vâng đấy, đang người ta con nhờ. Nương ở dưới này hả chị? Đấy, cái đất này là ruộng người ta ở dưới này phải không? Vâng. Chả bên nay chú các nó đang thủ à? Bên trên, bên trên à? Vâng, bên trên. Cái này trước người ta bảo là đang định làm nương ấy, nhưng mà xin ở đây. Vâng, thế là cũng không biết là bao lâu nữa. Dựng đất luôn này lấy gì mà sang? Vãi vào đếp rồi. Vãi vào đếp rồi. Cái dây thôi. Cái dây thôi, làm gì cũng điện thoại nhỉ. Sáng chắc đi nhặt cái dây người ta phải buộc thôi. Thế vãi gì? Hai mẹ con lại chuẩn bị đi đâu à? Chỉ vì con đợi đi chơi. Đi chơi á? Trong này thì chơi ở đâu được lắm. Mất là với là vẻ bởi lắp cũng màu không? Mình cũng màu này. Mình cũng màu. Mà đi lấy cái ít củi thì đi thôi, ngoài ra thì cũng chẳng có gì để làm. Hàng xóm xung quanh người ta làm gì thì mình đi giúp để đổi lấy ít cơm về thôi cô bác ạ. Đấy, thế là về hoàn cảnh này thì cũng rất là khổ. Chỗ cô trai này đấy cô bác, thì theo như em Đào cũng tìm hiểu sơ qua trước ấy, thì mọi người cũng bảo là cô là cũng không được nhanh nhẹn như bao người khác đâu. Đấy, cũng hơi khờ khạo một tí ấy, nên là rất là khổ luôn. Đấy, thế thôi chúng cháu đi về nhá cô ạ. Thời gian gì đấy? Chị ba cơ. Hai mẹ con ở nhà nhá chị nhá. Vâng. Dù nữa. Đây à, con vâng, cái gì vâng. Em bé. Bye bye nào, bye bye. Bye bye.
bye bye chị nào, bye bye cô. Bye bye anh nhá. Đấy, còn bây giờ thì cháu Đào cũng xin phép là khép lại nội dung ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thước phim sau ạ. Bye bye này. Tư. Bye bye. Bye bye.